Xin chào tất cả các anh. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái công việc đầu tiên trong cái vấn đề mà chúng ta muốn nâng cấp một chiếc đồng hồ từ máy 8 lên máy 10. Thì trước tiên hôm nay em sẽ làm cái vấn đề đầu tiên, đó chính là cái việc nâng cấp cái cần bính bon. Thì cái việc này nó cũng rất là dễ thôi. Các anh chỉ cần tháo cái vách máy ra, sau đó chúng ta đóng chốt và đóng các cái gắn các cái phần chi tiết này lên. Thì ở đây nó có một cái cần bính và một cái cần bon. Thì tất cả những cái đồ này nó đều là cái đồ lô các anh nhá. Còn cái phần đổ rin thì em vừa tháo ra rồi. Đây. Đó. Đây là cái cần rin của đồng hồ và cần này đi theo máy. Các anh nào mà có một cái sự nhận biết tốt thì chúng ta nhìn vào những cái chi tiết nhỏ như thế này thôi, chúng ta cũng có thể phân biệt được đó là đồ zin hay không zin. Đó, còn đối với những anh mà mới vào cuộc chơi thì nó cũng hơi khó. Quay lại cái chủ đề của hôm nay, đó chính là cái việc mà nâng cấp cái đồng hồ của chúng ta. Thì cái vấn đề trước tiên là cái nâng cấp cái phần bính bon của đồng hồ. Thì bây giờ em sẽ thao tác các cái quy trình để mà nâng cấp đồng hồ lên nó như thế nào. Thì xin mời các anh cùng theo dõi nhé. Đây nó là một cái vách máy rời của cái dòng Odo. Thì cái này bên này là chính là cái bên điểm giờ. Do đó là chúng ta muốn nâng cấp nó lên thì chúng ta phải tháo cái phần vách máy này ra. Và đây là cái máy mà em đã tháo. Ở đây chúng ta phải sử dụng đến một cái chốt các anh này. Cái này nó chính là cái chốt giữ cái cần. Cái chốt này nó bằng cái chân răng, do đó là các anh phải taro một chút cái răng ở trong cái vách của đồng hồ này.
tay gai. Vậy là cái chốt giữ của cái cần bon này em đã được đã gắn nó vào đây rồi nè. Đó. Các anh lưu ý là khi chúng ta taro thì phải cẩn thận một chút, chứ đôi khi các anh lệch lạc đi thì cái cần này, cái chốt này chúng ta gắn vào nó cũng sẽ bị chạch và nó không có ngay ngắn cho lắm. Đang quay, đang quay. Sáng anh khóa rồi. Mà nhỏ à? Qua anh khóa rồi nhưng mà khóa chưa chặt, nó nhiễu nhiễu thôi. Nhớ ngày thì chứ sao nhớ thứ. Cái này em vừa đóng cái nhíp của cái để nó đàn hồi cho cái cần bon. Thì trong cái quá trình nó thao tác thì nó phải hơi mạnh tay một chút. Thì xem ra thì cái đồng hồ nó cũng có vẻ hơi bị sót. Thì cái này là cái công việc buộc phải làm như vậy các anh nhé. Thì như vậy thì cái nhíp của chúng ta nó mới chắc được. Thì đây các anh thấy đây. Đó. Còn cái này là cái nguyên bản này. Cái này là em vừa đóng qua này. Đó.
Chà 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 chà, không để ý cái này rồi. Vạch máy. Thank you.
vừa làm vừa phải để ý cái máy quay, tay chân nó nhiều khi nó cứ lóng nga lóng ngóng, các anh thông cảm nhé. Ốc này bị cái gì mà sao không vô được? Rồi, vậy là một cái quy trình tháo ráp để đóng các cái chốt cũng như là những cái nhíp này đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gắn các cái cần bính bom vào các anh nhé.
Đến lượt chúng ta phải lắp cái ổ cót này vào để đánh thử xem các anh. Này em thử bằng tay thì thấy hoạt động là trơn tru rồi đó. Các anh nhớ châm dầu nhé. Thank you.
những cái đầu vồ này các anh gắn tạm thôi, đến khi chúng ta gắn vào thùng và nó có cái bộ gông ở bên trong nữa thì chúng ta mới căn nó chính xác được. Trước mắt thì em sẽ gắn tạm thì cho các anh xem. Máy em siết nó hơi cứng, nên là các cái chuyển động này nó vẫn chưa được chân chu cho lắm, tí em sẽ chỉnh lại. Đó các anh thấy không, bính bon của đồng hồ đó. Lực đánh cũng khá là tốt. Thì cái vấn đề độ chế này nó sẽ giải quyết rất là nhiều các cái yếu tố, đặc biệt là cho những cái anh mà nó bị hạn chế bởi cái tài chính, thì chúng ta sẽ vẫn có thể thưởng thức những cái chất âm của cái đồng hồ. Sau khi chúng ta đã làm tất cả các cái việc độ chế của cái bên phần bính bon này, thì em cũng thử chuông cho anh nghe một chút xem. Cái này thì em cũng chưa có căn chỉnh nó chính xác với anh nhé. Tuy nhiên thì chỉ là cái bản thử cho anh xem để chúng ta thấy được cái tác dụng của cái cần bính bon này. Gông này nó khá sâu tuổi rồi các anh, do đó là cũng có những cái thanh gông thì nó vẫn còn giữ được cái chất âm. Tuy nhiên thì cũng có những cái thanh gông thì nó cái chất âm nó không còn được hoàn hảo cho lắm. Được nghe cái tiếng bính bon từ cái sự kết hợp giữa những cái chi tiết máy và cái bộ gông, thì cái bộ gông này cũng khá là sâu tuổi. Tuy nhiên thì cái chất âm của những cái dòng nội địa như thế này thì cũng vẫn còn có thể chấp nhận được anh nhé. Và cái cách cái chế các cái bộ phận bính bon thì em cũng vừa sơ lược cho các anh xem. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh ở những cái video tiếp theo.